từ đầu mùa đến bây giờ mà mình mới bắt đầu ăn bánh chưng đây. Công nhận là ngon thật. Mà để đến tận hôm nay, mình mua suốt từ hôm 27 Tết ấy, và hôm nay là đã là mùng 6 Tết rồi mà bánh vẫn còn mềm nguyên. Mình không hề phải hấp lại. Đúng là năm nay thời tiết khá là đẹp luôn, mát lạnh như kem đúng không? Thế nên là bánh và đồ ăn không hề bị hỏng, không hề bị mốc. Mình thích ăn nhân ở giữa bây giờ mình sợ béo, mình ăn ở giữa nó ít gạo. Bánh chưng béo ngậy ngon quá, đậm đà. Từ hôm mùng 1 Tết đến giờ là chưa ăn đâu, hôm nay mới ăn đâu. Ngon quá. Ngon quá, đậm đà. Đỗ béo ngậy, thịt béo ngậy, thơm mùi thảo quả, tiêu, hành. Ngon. Ngồi rất là thơm. Thảo quả. Chồng mình thì thích ăn cỏ, mình thì thích ăn nhân. Nếu không á thì không biết làm sao luôn. Con cáo này mình quét thành cái lỗ luôn à. Ăn chưa? Ăn chưa? Mình đợi em mình nướng khoai tây mà lâu quá, đói không phải bao bánh chưng ăn. Đã giận lòng là không ăn bánh chưng, nhưng mà đói quá vẫn phải ăn. Thành một cái lỗ to luôn này mọi người. Mình thực ra ăn rất là khỏe, nhưng mà mình sợ béo nên mình chỉ ăn thức ăn thôi. Ăn chưa? Sao tự nhiên đang đi với em mà bỏ về vậy? Anh có sao không? Chào mọi người nha.